Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Deson được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm CPC 1 Hà Nội. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Deson cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Deson: Desloratadine 0,5 mg/1 ml. Dạng bào chế: dung dịch uống. Công dụng và chỉ định của Deson: làm giảm triệu chứng ở mũi hoặc không ở mũi liên quan viêm mũi dị ứng theo mùa một quanh năm. Mề đay tự phát mãn tính như giảm ngứa và kích thước và số lượng trứng phát ban. Cách dùng và liều dùng của Dexamethasone. Cách dùng: Có thể uống lúc đói hoặc no. Liều dùng: Người lớn và trẻ em lớn hơn 12 tuổi, 5 mg/10 ml một lần một ngày. Bệnh nhân rối loạn chức năng gan và thận khởi đầu 5 mg cách nhật. Trẻ em 6 đến 11 tuổi, 2,5 mg/5 ml một lần một ngày. 2 đến 5 tuổi. 1,25 mg 2,5 ml một lần một ngày, 6 đến 11 tháng tuổi, 1 mg 2 ml một lần một ngày. Chống chỉ định của Deson. Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Lưu ý khi sử dụng. Để xa tầm tay trẻ em. Bệnh nhân đã từng phản ứng dị ứng khi dùng desloratadin hoặc chất khác thực phẩm, màu hoặc thuốc khác, có tiền sử hoặc đang bị bệnh thận, bệnh gan. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Cân nhắc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc. Các thuốc dù đã kiểm nghiệm vẫn có những nguy cơ khi sử dụng. Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc. Thuốc gây buồn ngủ, nên thận trọng khi dùng để tránh ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tác dụng phụ của Deson. Có thể đau đầu, viêm họng sung huyết, ho, khô hoặc đau họng, sốt, khản giọng tăng bài tiết mũi, khó nuốt, thay đổi giọng. Tương tác thuốc Cân nhắc sử dụng chung thuốc với rượu bia, thuốc lá, đồ uống có cồn hoặc lên men. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Deson, đồng thời biết cách sử dụng Deson sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.